Alo. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu chung kết đầu tiên cho cặp Gunny và Van Lớp. Tỷ số đang là 1-2 rồi. Vâng, ở trong trận đấu thứ 8 tỷ số cũng là 1-2 rồi. Và Phoenician là của đối thủ Gunny và Van Lớp. Vâng, Pamiran. Còn vâng, còn ở phía bên kia có một Minwan và một gì đó nữa thì tôi cũng chưa rõ. Như là một Minwan và một IA. Vâng, các game thủ bên phía Sky bắt đầu có dấu hiệu của việc hồi tay. Vâng, BB và He bắt đầu tỉnh táo trở lại. Vâng, hãy cẩn thận điều này. Vâng, không biết kèo này đến mấy giờ mới kết thúc nữa. Vâng, nếu kết thúc sớm thì mới về 164 và phục vụ kèo 8 giờ cho các bạn được. Còn nếu vâng, nếu cứ tầm khoảng 2-3 giờ mới kết thúc thì có lẽ là vâng, kèo 164 thì sẽ có vâng kỹ thuật viên và bình luận viên khác ra việc phục vụ các bạn vậy. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục. Tham lai 8/8 của Pamiran. Một đôi hay một con, như vậy chỉ là một con voi ở đây thôi. Vâng, tiếp tục cùng quay trở lại thôi. Một bầy hươu, bốn con và một voi. Hy vọng sẽ có quả phụ dành cho game thủ Van Lớp trong turn này. Ở trận đấu trước thì Van Lớp đã có một trận cầm Minoan không thực sự quá chắc tay. Vâng, tham nở ra là khá chậm. Và cũng phải nói thêm rằng là ở phía bên kia game thủ BB và game thủ He là những người công quân ở trong trận đấu trước là cực kỳ đồng đội và hợp lý. Vâng, những con hươu chết hơi xa rồi. Chết hơi xa. Và một tơn bật 4 có thể nói là cực kỳ chuẩn, làm cho cục diện trận đấu thay đổi một cách 360 độ. Và chiến thắng thuộc về cặp đôi BB và He trong trận đấu trước. Còn trận đấu này khi mà quân là có thể nói là nhỉnh hơn một chút. Pho và vâng, Pho và Pam thi đấu với IA và vâng, IA và Minwan. Vâng, Minwan ở trong map la không được đánh giá quá cao. Trừ khi có một thế nhà đẹp hoặc là đồng đội rất khỏe thì IA, à xin lỗi bạn, là Minwan sẽ đánh thẳng cung A. Khi đó sẽ mang lại sự khác biệt, còn lại thì vâng chỉ là ở mức trung bình thôi. 18 nông dân và bên lớp không xin thêm. Con này có lẽ là đẩy về S. Vâng, con hiếu rất lì. Ô, phóng 3 cái vào người mà chưa có tác dụng gì. Chưa có quả phụ, vẫn chưa có quả phụ đến từ game thủ Gunny trong turn này. À xin lỗi bạn, là game thủ Van Lớp. Thêm một đàn hiêu, kích đời ở 7 phút, vâng 10 giây. Vâng, đàn này và 4 con thì đúng là thảm họa thật. Thôi xong. Hạ hỏng rồi. Vâng, cái điều tôi lo lắng nhất thì cuối cùng cũng đã xảy ra. Thôi thì đập lô vậy, biết làm nào bây giờ. Thôi có lẽ chúng ta nên chuyển màn hình. Màn hình máy game thủ gắn đi. Vâng, quả phụ quả phiếc là đầy đủ. Vâng, Phoenician hiêu hiếc quả phụ quả phiếc đầy đủ. Nhưng mỗi tội quả phụ là hơi khó nhằn. Vẫn phải cố vậy. Thôi bây giờ vâng, đến tầm muộn rồi. Có một cái hốc ở phía trong này. Nhưng đất vẽ ruộng là hơi ít. Hốc này không phải là một cái hốc xấu. Nhưng đất vẽ ruộng là ít. Chưa có ai nhảy đời, như vậy là không có ai quá đột biến trong trận đấu này. Kể cả vâng, kể cả Van Lớp, người cầm ban ở trong trận đấu này. BM. Và có lẽ thì còn lâu. Một trận ít nhất phải sang đến 11. Ít nhất là như vậy. Vâng, đập lô thì trúng ngay giải 7. Rồi, như vậy là tạm thời khung nhà của mình vào. Chờ thêm một ít gỗ nữa. Rồi, tạm thời khung được một mặt. Và sau đó thì kéo nông dân về. Vâng, 10-58 với 10-58 với 18 nông dân Pamiran. Màn hình máy nguyên thủ Gunny xem.
26 nông dân thêm một BS nữa, kéo nông dân về nhanh còn kịp. Vâng, thời điểm này có lẽ là không nên ham cái gì nữa. Vâng, về nhà đắp ruộng ở thời điểm này cũng là hợp lý thôi. Có cung tê, thêm một BA nữa, khoảng cách là một BE. Màn hình máy của game thủ về lớp 19 rồi, bắt đầu đẩy đi. Vâng, vô phúc sao trên đường đi lại nhìn thấy bãi quả, không biết có chén được hay không đây. Khung nhà đến từ BB, người cầm Minwan. Như vậy Gunny sẽ phải gặp Yamato. Còn vâng, như vậy là chéo chéo luôn. Viên lớp quyết định chéo luôn trong tuần này. Vâng, lên đời rất sớm cho em thủ he he. Vâng, tay này ép đời dị quá. Kéo nông dân về và tiếp tục đắp ruộng. Có những chiếc bè bò bãi gỗ đến từ game thủ he he rồi. Bắt đầu cảm thấy khó khăn dần dần. Chúng ta xem màn hình máy game thủ Gunny xem bị chơi hay chưa. 28 đến từ game thủ Gunny. Đẩy cung tê, như vậy cả hai cùng chéo. Cả hai cùng chéo, cung đấu với cung, còn chém thì đấu với chém. Màn hình máy của game thủ viên lớp. Rồi đẩy cả ngựa giò sang, giúp cho game thủ Gunny một tay, xin lỗi bạn, đúng rồi, giúp game thủ Gunny một tay trong tuần này. Vâng, lạc đà vào ăn những con cung A1 áo. Con lạc đà đã có công rồi, nhưng chưa có giáp, chạy thôi, chạy. Đã là khá khá ruộng, đủ điều kiện để sóc đều 2L. Và bây giờ thì vào ruộng của game thủ he he. Liệu có vào được hay không? Liệu có chém nổ được hay không? Vâng, một khoanh nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng rất là ấm của game thủ he he. He chui vào trong và vẩy e. Vâng, thánh vẩy e he. Chạy thôi. Vâng, một tên tắc là hơi ảo. Thêm một BL nữa. Mất, như vậy là không mất con giò. Rất may mắn là con ngựa chém lại chém vào con lạc đà. Vâng, tên này thì đố như vậy là tháo rồi. Tôi cứ tưởng là đố e mà vậy, đố he he mà vậy e được. Nhưng có phù, cẩn thận. Cẩn thận có phù. Như vậy là không. He he không thủ phù trong tình huống này. Vâng, biết rằng game thủ Gunny sẽ đẩy cung R sớm, vì vậy he he quyết định vâng để dành gỗ để vẽ ruộng. Và sau đó ui, cung A2 áo đến từ game thủ BB rồi. BB là người cầm chủ lực cực kỳ chắc, vì vậy hết sức tỉnh táo trong những tơn như thế này. Cực kỳ tỉnh táo, tham lai 27 đến từ Pamidan. Một bài pan khỏe. Những con lạc đà Pamidan đảo là siêu siêu chất, vì vậy hai game thủ phải phối hợp nhịp nhàng trong tơn này. Rất nhịp nhàng trong tơn này thì mới làm ăn được. Vâng, bây giờ thì tụt xuống cái mạn dốc ở phía bên này rồi. Vâng, tham lai là cực khó chơi. Màn hình máy của game thủ về lớp tham lai 28. Vâng, khá khá ruộng rồi. Những con lạc đà đảo là cực kỳ chất lượng, nên tận dụng điều này, nên tận dụng điều này một cách triệt để. Cung của game thủ Gunny đâu? Đây rồi, màn hình máy game thủ Gunny. Cung R điều một chút, để ý đến cung R một chút. Đúng rồi, khi mà game thủ của he he đẩy thì cái he he đứng dưới dốc, và cứ đứng dưới dốc và nã xuống thôi. Xem cung A he he ở đâu. Đây rồi. Không, không cần vào. Không cần vào tuần này. Vâng, đảo thôi, bắn chùa cũng đủ chết rồi. Vào là rất rát. Cung A bắn là rất khác với những con lạc đà. Vâng, Yamato không hề đùa đâu. Vâng, không có chém đảo tuần này. Không có chém đảo tuần này. Đây rồi. Vâng, đây luôn. Một pha vẩy e rất hay. Khá kín và rất hay. Vâng, có kịp tuần này hay không? Có kịp hay không? Có IA ở phía đằng sau. Có người chém IA ở phía đằng sau. Nhưng từng này vẫn lao vào. Vâng, từng này vẫn lao vào. Rất hay. Vâng, IA ăn hoang và sóc chém. Bây giờ thì chuẩn bị ốp A của Minwan. Liệu có được tuần này hay không? Vậy e là khá nhanh nhưng không khít. Vừa rồi là một tên có một khe ảo. Thôi trèo lên con dốc của mạng bên kia và đảo bắn nhau. Đảo bắn nhau, lạc đà Pamidan đảo là lợi thế hơn.
63 đến từ game thủ Gunny. Thêm 1 BC và nhận vàng với thủ vết lớp để lên đầu máu. Đúng rồi, nhận 200 vàng. Đứng sau rừng và bắn nông dân của game thủ BB. BB sẽ yếu lực trong tuần này và tìm một hướng khác công, có thể nói là vâng nhẹ nhàng hơn. Không dạy gì mà cứ húc đầu vào đá ở trên một cái con đèo cao đến mức như vậy. Thôi, đúng rồi, lùi ra màn hình máy của game thủ vết lớp một chút. Vâng, vết lớp muốn đi một tuần khác, một tuần ảo khác. Vâng, chém mới là chém 2. Cái BB này là hơi cứng. Màn hình máy của game thủ gắn đi 71/72. Chuẩn bị mid air. Và bây giờ thì quét lại nhà he một tơn. Không biết đã có ra 4 hay chưa. Vâng, những cánh rừng hở bây giờ cũng là một điều gì đó hết sức cẩn thận. Một tơn lọt nhà ảo thôi cũng đủ để cho thế trận xoay chiều. Trong cái thế trận kiểu nhục nhèm như thế này. Ơ. Vâng, cái gì đấy. Hơi lóng ngóng trong tình huống vừa rồi. Vâng, cố lên, sẽ có trận thi đấu chung kết nếu như chúng ta giành chiến thắng trong trận đấu này. Cố lên. 76 là timeline lúc này, 77/99. Màn hình máy game thủ VLOP là 42/56. VLOP vẫn đang rất khỏe. Vâng, chém đi fit nhà game thủ EE ư. Vâng. Chưa biết làm cái gì trong tình huống này khi mà game thủ BB đang là người cực kỳ chắc nhà. Vẫn chưa lên chém 4 dành cho game thủ VLOP. Có lẽ là đang trên đường lên rồi. Màn hình máy game thủ Gunny timeline 85 trong tuần này. Đang đứng dốc. Và chờ lạc đà ra đảo một tơn là chiến thôi. Hai chiếc ruộng nhỏ xinh xinh nữa. Rồi pha vậy ruộng rất nhanh. Và sau đó vâng, tôi cứ tưởng đen BB ra. Để ăn gỗ ở phía ngoài thêm. Nhưng Gunny chưa vội. Thằng Lai 91/108. Chuẩn bị đấu quân. Gọi về lớp trong tuần này. Ô, đang làm gì đây? Chưa hiểu đang làm gì. Bây giờ với kích chém 4. Tại sao Gunny lại đứng một mình và VLOP lại đứng một mình? Vẫn chưa hiểu tuần này. Trong khi đó thì He đang là người đảo cho game thủ BB. Vâng, Gunny cẩn thận bị lọt nhà, đang nhấp nháy ở sát mép bản đồ. Bây giờ thì lao vào một tơn luôn đến màn hình máy game thủ VLOP. Rồi. Vâng, 40-39 đến từ game thủ Gunny. À, VLOP. Màn hình máy game thủ ăn đi. 69 rồi, tụt hơi nhanh. Ô không. Bị mất quá nhiều dân. Hãy cẩn thận tơ này. Vâng, tham lai 65. Vẫn đang nây trồ nhà BA của game thủ BB. BB là cung Aminoan phải hết sức cẩn thận trong từng tình huống một. Màn hình máy game thủ bên lớp 35. Vâng, như vậy BB đi sai rồi. Bây giờ thì tôi mới chắc chắn là chiến thắng. Và tỷ số là 2 đều. Vâng, tỷ số là 2 đều. Vâng, quá chật vật. Vâng, quá chật vật. Và tỷ số là 2 đều. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu chung kết trong xe đấu thứ 8 thôi. Quá căng cỏ.